Này cô bé ơi, chậm chậm thôi cho bước đi nha. Mực mờ trong anh rót mật ngọt vào tai em, tắt ánh đèn bật tình yêu lên. Ôi giời ơi, anh hát cái gì mà hát nhờ? Sao mà em đang ngủ mà anh hát làm cái gì nhỉ? Anh hát như bỏ giống em để cho em ngủ một tiếng được. Này nhá, thế cái lúc mày hát tao có nói cái gì đâu hả? Thế tao mới cất giọng lên một tí, bắt đầu mày đã cong mày cong mặt lại rồi. Này em nói cho anh biết nha, em hát cái lúc mà anh đang mở mắt như này này, còn anh hát cái lúc em đang đi ngủ. Thế mà anh so sánh như thế mà anh cũng so sánh được à? Thì tao xin lỗi rồi, được chưa? Cái gì? Xin lỗi á? Ừ. Em xem hôm nay anh có ấm đầu. Ồ đúng rồi, hôm nay anh ấm đầu thật này. Có mà mày ấm đầu ấy. Hôm nay em cứ thấy anh cứ lạ lạ làm sao ấy. Lạ cái gì mà lạ? Này, chắc chắn là mày còn chưa tỉnh ngủ đấy. Nhá. Mà này, tao bảo. Thế mày có biết nụ hôn bất ngờ là cái gì không? Nụ hôn bất ngờ? Em biết rồi, ý anh đang bảo là nụ hôn bất ngờ là... Là cái gì? Mà thôi, mày trẻ con biết nụ hôn bất ngờ là cái gì đâu. Anh không phải khinh thường em thừa biết nụ hôn bất ngờ là cái gì đấy. Mày làm gì biết cái nụ hôn bất ngờ là cái gì? Mày chỉ được cái tombow mà thôi nhá. Thế nhá. Ôi à, đi đâu đây? Chắc chắn là anh tưởng có bạn gái mới mà lại còn mới vừa hôn nhau. Được rồi, kiểu này mình phải đi rừng. Thả trùng cái dây ra, mau thả trùng ra cơ à. Chú cứ từ từ rồi cháu thả. Làm thả ra em. Bây giờ nhá, là tao tung lên là mày phải chạy đi nghe chưa, chạy nhanh nghe chưa. Được tung rồi, cái dây này lôi tao căng nghe chưa. Đây, được chưa? Bây giờ tao đếm lên 3 là mày chạy nhá. Vâng. Này, 1, 2, 3 đây. Thằng ngu này, trời ơi. Trời ơi, trong cuộc đời sinh ra cái thằng ngu như mày. Mày quay đây, mày chạy đây, nhanh. Dạ, đứng vào đây. Sao đau rồi, mày không biết thở không? Thì em bảo anh căng dây lên mà. Thế còn chưa căng, mày sai mà còn cãi đúng không? Thôi, đại ca, rồi bây giờ đại ca cho em cơ hội. Thì tí nữa. Có thả được không? Có. Tao hỏi một lần nữa, có thả được không? Có thì đại ca cho em một lần nữa. Mày biết tại sao nha. Mày hỏng hết cái nhiều của tao chứ còn đâu. Đại ca cho em một cơ hội nữa. Sao ra? Đấy. Từ từ. Mày nhớ những gì tao nói chưa? Dạ rồi. Mày thấm vào được cái đầu mày chưa? Rồi, cháu nhớ rồi. Này, ném phát chạy luôn nhá. Vứt chém ra rồi. Này, chuẩn bị này. 3, 2, 1, bắt đầu chạy đi. Ôi, béo ơi, đừng lại béo ơi. Gãy que rồi béo ơi, gãy que rồi béo ơi. Đừng lại béo ơi. Ôi, em ơi, em không nhìn được rồi em ơi. Vỡ nách của anh rồi. Chú đi cái kiểu gì mà chú hút của cháu này. Rồi. Không mắt đi. Rồi, cháu xin lỗi chú nhá. Cháu đang tìm chú có việc quan trọng luôn. Việc gì? Thế chú có biết là nụ hôn bất ngờ là gì không? Mày trêu tao đúng không? Hả? Mày biết thừa là tao ế từ xưa đến giờ biết cái nụ hôn là cái gì mà lại còn nụ hôn bất ngờ nữa. Thì chú ế thì kệ cho chú, nhưng mà sáng nay nhá, anh tự anh hỏi cháu là có biết là nụ hôn bất ngờ là cái gì không? Mà anh ấy lại còn đi lại còn vuốt chải tóc như này, mập mờ nghi ngờ lắm. Này. Hay, mày đừng có nói là thần tượng người yêu nhá. Ôi giời, sao tôi biết cái chuột con mẹ nấu luôn này. Anh tưởng còn chê cháu là đồ trẻ con cơ. Thế bây giờ mày tính như nào? À được rồi. Thế bây giờ nhá, bây giờ chú phải đi với cháu. Đi rình rập, đi rình mò. Đi rình á? Vâng. Mà tao ngại lắm. Thôi đi rình xem hai người ấy làm cái gì để mình bắt quả tang tại trận lấy luôn. Nhớ mày thần tượng với quần. Đúng rồi. Thế nhỡ may mình ra đấy mình mà thấy anh tượng với chị ấy đang lụ hôn bất ngờ thì có chết à nhỉ? Hay là thôi, mình đợi nó về rồi mình hỏi. Không được nha. Cháu suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ mình phải ra tận nơi này, mình cắt tận tay này, mình day tận chán như này này thì mới hết chối được. Day tận chán như này à? Vâng, rồi đi rồi. Đi thế đi. Chú Tú ơi. Chú có tưởng tượng được ra là người yêu anh tượng sẽ như thế nào không? Chú có tưởng tượng được không? Vâng. Không có dâu mà bày đặt vuốt. Mày im cho tao suy nghĩ xem nào. Cháu biết rồi. Cháu nghĩ rồi, người yêu anh tượng nhá, kiểu gì này cũng trắng xinh này, cao ráo này, đẹp đẽ và xinh xắn như cháu đấy. Xong lại được cái siêng ăn người làm, lúc đến khổ thần tượng. Này cháu nói với chú này, trai xếp đầy ngoài đường cháu còn không thèm chứ bày đặt. Ấy là trai. Trai đầy dưới sông, trai. Cái gì? Chú... Này. Khoan. Sao? Cháu nghe cái tiếng sáo này quen quen này, chú nghe thấy không? Chú nghe giống cháu không? Đúng rồi. Giống tiếng cháu tiếng anh Tường. Trốn. Ok, chú bị anh Tường qua. Mày biết mồm.
thằng bé bé cái mồm của mày. Sao mày bảo thằng Tượng đi nụ hôn bất ngờ mà nó lại đi vào nhà là như nào? Thì bây giờ mình phải vào nhà thì mình mới nắm bắt được cái tình hình chứ chú. Này tao nói mày biết nha, mà cẩn thận là mình đổ oan cho nó đấy. Tao cứ mình kiểu gì ý. Chú phải tin cháu, bây giờ mình phải vào trong nhà để mình bắt tận tay chứ. Ok anh Thu, anh Tượng đóng cửa, khóa cửa lại rồi kia. Đấy chú thấy chưa, ban ngày ban mặt trời nắng chang chang như thế này, đi vào trong nhà đóng cửa là chỉ có làm cái chuyện đấy, mở ám thôi. Nhẹ nhàng đi, thật tự nhẹ nhàng. Này, hả? Bỏ một cái mặt. Bé cầm mồm. Cô thấy thôi. Cái gì không? Có. Anh làm em bất ngờ quá. Cứ lén la lén lút thế này, em sợ bị ai nhìn thấy thì chết đấy. Lúc đó người ta lại nghĩ là em hư hỏng thì sao? Chú thấy chưa? Cháu nói mà cháu nói thì không có lệch đi đâu được. Thế này thằng Tượng này còn mê gái đấy nhỉ? Thế bây giờ như nào? Bây giờ nhá. Bây giờ là cháu đếm 1, 2, 3 là vào luôn. Ok không luôn. Cửa vào bắt anh chặt này. Chuẩn bị này. 1, 2, 3. Đâu rồi? Đâu rồi? Anh giấu đi đâu ở đâu? Giấu gì? Anh khai đi, anh giấu đi đâu ở đâu? Em biết hết rồi. Này, bạn giấu ở đâu mà kỹ thế? Bọn em ở ngoài, bọn em nghe hết rồi. Đúng rồi, bọn tôi biết hết rồi, bạn không phải giấu nữa. Bạn đem ra đây đi. Đúng rồi, bọn em biết hết rồi. Nhưng mà giấu cái gì? Tôi không hiểu cái gì đâu. Anh giấu em mang chị dâu về nhà để làm mà nụ hôn bất ngờ này. Bây giờ anh còn giáo vờ anh không biết đâu được ha. Trời ơi, nụ hôn bất ngờ. Đây này, nhìn cho kỹ vào. Cái gì? Lưỡi lợn như cái gì? Ôi, sao lại lưỡi lợn? Eo ơi, người yêu anh Tượng là cái lưỡi lợn á. Vừa nãy rõ ràng tao không phải đứng ngoài cửa không? Nghe mà. Tao muốn gãi rõ ràng. Nghe rồi, nghe cái gì mà thiện thiện ngại ngại ấy. Tiếng phụ nữ là tôi đang xem phim chứ tiếng phụ nữ ở đâu ra? Tôi xem phim. Đây. Ờ, thế anh Tượng thử thức nụ hôn bất ngờ chưa? Em thấy mi nó bảo thích thú lắm. Ai mượn anh nghe ban ngày ban mặt anh cứ giấu diếm thần bí bí rồi còn trái vuốt nè. Thì trời nó nắng tao đóng cửa lại chứ làm sao hả? À? Học thì không học, tào lao là giỏi thôi. Ô anh Tượng, Tượng. Rồi, ăn thôi mọi người, đói lắm rồi. Kiểu giờ. À mà này anh Tượng ơi. Này anh Tú với cái Mi nói chuyện cá cược với nhau. Đoán người yêu anh là ai? Ai thua là phải trồng cây chuối mà. Thế thì có ai thắng đâu đúng không? Thua cả rồi, ra trồng chuối đi thôi. À chú Tú thua. Mày có thắng đâu mày cứ nói tao. Không có đâu, không có trồng đâu nhá, chịu. Ăn. Này, dạ. Chừa đi nhá. Cứ đoán già đoán non. Tại chú. Người yêu đâu ra mà người yêu. Tại chú đấy. Đây này. Nhớ chưa? Vâng. Từ nay đừng rủ tao đi đâu. Đây, cháu xin lỗi chú. Tao không ăn, tao trả lại. Thôi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi, không nguội, ăn đi. Da giòn thịt thật luôn. Ngon.
rồi. Anh Trọng ơi, lưỡi heo dở của anh mãi rồi. Món này tưởng không ngon mà ngon không tưởng anh tựa. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Anh Trọng ơi, hôm nay nha, may là anh không có người yêu, anh mà có người yêu là đúng hôm nay em buồn luôn. Em quyết định rồi, hôm nay em không muốn cho anh lấy vợ nữa, từ nay về sau anh đừng bao giờ anh lấy vợ, anh phải ở với em như thế này mãi mãi để anh nấu đồ ăn ngon nha mà. Ở mãi mãi à? Chứ còn gì nữa, không ai nấu được cho ăn. Thì ví dụ sau tao mà có đi lấy vợ thì đến đường Tú nó nấu cho mày ăn. Ủa, Tú nấu không ngon. Đấy là mày chưa được thử tay nghề của tao thôi. Cái gì? Cả cái làng này ăn ai em ghét nha. Thế mà cháu chưa được ăn ấy. Thế có mình mày chưa được ăn. Em béo được ăn chưa? Đấy. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi hết tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một like, một comment này, một subscribe. Yeah.